Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin gửi tới mọi người một loạt SUV 7 chỗ đáng mua giảm giá kịch sàn tại Việt Nam. Theo nguồn tin của báo VN Express vào ngày 30 tháng 8 năm 2020, vậy những mẫu xe nào sẽ được giảm giá và mức giá được giảm là bao nhiêu? Em xin mời mọi người sẽ vào phần tiếp theo của video để cùng tìm hiểu. Toyota Fortuner, Ford Everest, Nissan Terra và Mitsubishi Pajero Sport là 4 mẫu SUV 7 chỗ đang được giảm giá mạnh từ vài chục triệu cho tới cả 200 triệu đồng. Đầu tiên có thể kể đến như Toyota Fortuner, nhiều đại lý Toyota trên toàn quốc đang áp dụng mức giảm giá mạnh cho dòng xe Fortuner để xả kho, chuẩn bị ra mắt phiên bản mới. Cụ thể, một đại lý bán phiên bản sản xuất năm 2019 với mức giá giảm từ 40 triệu đồng đến hơn 150 triệu đồng. Trong đó, giảm thấp nhất là bản máy dầu số tự động một cầu và giảm cao nhất là bản TRD máy xăng một cầu. Toyota Fortuner đang được các đại lý giảm giá để xả hàng tồn kho. Đây không phải là lần đầu các đại lý giảm giá cho dòng xe Toyota Fortuner. Trong tháng 7, nhiều đại lý cũng áp dụng mức giảm tiền mặt lên đến 40 đến 100 triệu đồng cho tất cả các biến thể nhằm kích cầu mua sắm sau giai đoạn thị trường đi xuống vì đại dịch Covid-19. Phiên bản máy dầu được lắp ráp trong nước đồng ấp với việc khách hàng sẽ hưởng ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ nay đến hết năm 2020. Nửa đầu năm 2020, Fortuner là dòng SUV cỡ trung bán chạy thứ hai tại thị trường Việt Nam với doanh số lên đến con số 4.201 xe, xếp dưới là Hyundai Santa Fe với 4.827 xe và vượt qua đối thủ Ford Everest là 2.468 xe, Mazda CX-8 là 1.885 xe, Kia Sorento là 633 xe và Mitsubishi Pajero Sport là 335 xe, Isuzu MU-X 255 xe. Phiên bản mới của Toyota Fortuner đang được các đại lý chào đặt cọc, dự kiến sẽ giao xe từ giữa tháng 9 tới đây. Thứ hai là Ford Everest. Đầu tháng 8, một đại lý Ford ở khu vực phía Nam gây chú ý khi chào bán Everest phiên bản Titanium 2.0L AT4 WD với mức giá giảm tiền mặt lên đến 200 triệu đồng. Như vậy, số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu chiếc xe chỉ là 1 tỷ 191 triệu đồng, thấp nhất chưa từng thấy tại Việt Nam. Ford Everest Titanium 2.0 LAT 4WD được một đại lý giảm tới 200 triệu đồng. Tình trạng Ford Everest giảm giá tại các đại lý đã kéo dài nhiều tháng nay. Đó chưa kể tới các gói quà tặng phụ kiện tùy theo chính sách của từng đại lý. Trong khi đó, một đại lý khác tìm cách bán Ford Everest Titanium 2.0 LAT 4WD bằng việc độ một loạt đồ chơi đắt tiền, tự đặt tên gọi với tên Everest Sport và Everest Raptor. Khách hàng mua xe được tặng gói độ giảm 100 triệu đồng tiền mặt. Hiện tại, mẫu xe thương hiệu Mỹ đang gặp bất lợi vì không được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ vì nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mức giảm mạnh nhất từ phía các đại lý được một số tư vấn bán hàng quảng cáo dưới dạng hỗ trợ 50-100% phí trước bạ. Ford Everest là một trong những mẫu xe có giá bán biến động mạnh trong năm 2020 tại thị trường Việt Nam. Nissan Terra, tương tự như hai đối thủ Toyota Fortuner và Ford Everest, các đại lý của Nissan cũng đang bán mẫu Terra với mức giá giảm chưa từng thấy. Bản V cao cấp nhất ghi nhận mức giá giảm sâu lên đến 870 triệu đồng, tức thấp hơn 128 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Tuy nhiên, giá bán còn phụ thuộc vào từng đại lý và màu của xe. Cụ thể, đại lý trên báo giá 870 triệu đồng là dành cho bản V màu trắng bạc, trong khi đó một số đại lý chào bán với mức giá 880 triệu đồng đến 940 triệu đồng. Màu đen thường có giá bán cao nhất, số lượng xe tại các đại lý cũng không còn nhiều. Và Thân Trung sẽ hết quyền phân phối Nissan sau ngày 31 tháng 9 tới đây. Hai phiên bản còn lại gồm bản S và bản E giảm giá trung bình từ 40 đến 88 triệu đồng. Giá thấp nhất của bản S ghi nhận là 799 triệu đồng, còn bản E thấp nhất là 810 triệu đồng. Tương tự như bản V, giá thực tế của hai phiên bản này cũng phụ thuộc vào đại lý và màu của xe. Tất cả xe thuộc diện dạng giảm giá sẽ đều sản xuất năm 2019. Nissan Terra không có bản sản xuất năm 2020 tại Việt Nam. Nissan Terra từng được giảm giá niêm yết lên tới 100 triệu đồng vào tháng 4 năm 2020. Giá bán niêm yết hiện tại của ba bản
gồm SEV lần lượt là 848 triệu đồng và 898 triệu đồng và 998 triệu đồng cộng với mức giảm giá tìm tại các đại lý có thể còn nhiều ưu đãi nữa. Thứ tư là dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Một số đại lý của Mitsubishi trên toàn quốc giảm giá mạnh mẫu xe Pajero Sport giá bán thấp nhất được ghi nhận được tại các đại lý là 780 triệu đồng dành cho bản diesel 4x2MT. So với giá bán lẻ của các nhà phân phối, giá bán thực tế này thấp hơn tới xấp xỉ 200 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng xe và phiên bản xe có hạn, một số tư vấn bán hàng tại khu vực phía Bắc Hà Nội cho biết tại các đại lý của họ chỉ còn đúng 2 chiếc xe Sport phiên bản diesel 4x2MT với năm sản xuất là năm 2019 còn lại trong kho. Các bản khác như diesel 4x2AT hay xăng 4x2AT đều đã bán hết không còn xe. Mitsubishi Pajero Sport được giảm giá vì phiên bản mới sắp xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm 2020. Cũng theo chia sẻ từ tư vấn bán hàng, đây là chương trình giảm giá riêng của các đại lý chứ không phải của Mitsubishi Motor Việt Nam, với mục đích chính là để bán hàng nốt những xe cũ, đón bản mới sắp ra. Hiện tại, Liên doanh Nhật Bản cũng đang đưa ra ưu đãi dành cho mẫu xe này và các phụ kiện như ghế da, kính gió và camera lùi đi cùng các mức giảm giá nhất định. Bản Pajero Sport Diesel 4x2MT được giảm giá chính hãng từ 980,5 triệu đồng còn 888 triệu đồng, giá bán thực tế tại các đại lý còn thấp hơn khoảng 100 triệu đồng. Mitsubishi Pajero Sport có phiên bản mới tại Việt Nam vào cuối năm nay. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Em mong rằng với những chia sẻ nho nhỏ vừa rồi thì sẽ giúp ích một phần nào đó cho những anh em đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm SUV với giá phải chăng và xe là xe mới. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Em xin chào.